trận gặp Indonesia ở Mỹ Đình, lành ít dữ nhiều. Huấn luyện viên của đội tuyển không có đấu pháp hợp lý, cũng chẳng tạo dựng được tập thể đoàn kết. Trong trận đấu hôm qua, hơn 100 phút tuyển Việt Nam trên sân không có một tình huống sút có thể ghi bàn hay làm khó thủ môn đối phương. Vậy nên Indonesia thắng xứng đáng. Năm 2004, tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-3 ngay tại Mỹ Đình. Đây là một trong những thất bại đau đớn của Việt Nam trước Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2004. Và cũng năm 2004, Indonesia thắng Qatar 2-1 và huấn luyện viên Chu Xi bị Qatar sa thải ngay sau trận đấu. Tuyển Việt Nam thời ông Park, mỗi đối thủ là một chiến thuật. Mỗi trận đấu thay đổi cầu thủ xoay vòng, gần như các cầu thủ được chọn là sẽ ra sân trừ vị trí thủ môn không thay đổi. Còn với huấn luyện viên Chu Xi, các cầu thủ có mỗi kiểu chạy lăng xăng, cầm bóng truyền qua lại. Thống kê số trận đấu ông cầm quân từ khi làm huấn luyện viên chưa chắc đã có tới 20 pha bóng uy hiếp được đối phương. Chưa cần nói đến chiến thuật, bóng đá là môn thể thao tập thể. Phải đoàn kết được cầu thủ thì mới mạnh. Một loạt cầu thủ cũ phong độ có, độ chín kinh nghiệm có, khát khao chơi hết mình có lại ngồi ghế dự bị thì làm sao chấp nhận được. Thời ông Park tiếp quản. Sau vài trận sự cố gắng và đoàn kết của đội bóng kéo người hâm mộ trở lại, khi người hâm mộ sát cánh cổ vũ cầu thủ hưng phấn chơi cống hiến. Từ đó là mưa tiền thưởng từ doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các cá nhân. Thu nhập tốt cầu thủ càng thể hiện xứng đáng. Sau mỗi trận đấu thời ông Park là có công bố tiền thưởng từ các nơi. 10 trận liền của Chu Xi thì thua 9 trận mà cũng cả năm rồi chẳng nghe thấy thưởng cho bóng đá nam. Chỉ vài khoản nhỏ từ VFS. Tôi thấy trận gặp lại Indonesia ở Mỹ Đình lành ít dữ nhiều, nếu huấn luyện viên bảo thủ vẫn giữ đội hình. Vẫn loại hết cầu thủ cũ thì Indonesia áp dụng đúng chiến thuật sẽ thắng 100%. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.